Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Văn Hải, bây giờ chúng ta chuyển qua để nói về vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng, bởi vì mặc dù không nói ra nhưng chắc chắn đây cũng là một trong những trọng tâm của vấn đề nâng cấp quan hệ đôi bên. Thì trong những cái cuộc thảo luận và trong tuyên bố chung mà được đưa ra thì vấn đề an ninh quốc phòng thật ra là ít được đề cập đến lắm. Họ chỉ có nói thoáng qua thôi về vấn đề hợp tác thực thi pháp luật nè, rồi về vấn đề hợp tác về tình báo an ninh để mà nâng cao hiệu quả hợp tác hàng hải. Thì như nói hồi nãy là hợp tác về kinh tế, về công nghệ thì được nói đến rất nhiều, được đề cao. Còn dường như vấn đề an ninh quốc phòng thì họ dìm xuống. Thì đây một lần nữa là cách mà Việt Nam muốn trấn an Trung Quốc. Nhưng mà nói gì thì nói, thưa quý vị, Việt Nam vẫn có thể dựa vào sức mạnh của Hoa Kỳ để mà kềm chế mối đe dọa từ Trung Quốc ở trên Biển Đông. Trước giờ thì Trung Quốc làm theo cái mô hình hay là cái phương châm là mềm nắn, rắn buông. Đó. Và Việt Nam trong thế cô lập với cái chính sách quốc phòng 4-0 thì thường bị Trung Quốc mềm nắn lắm. Cho nên chúng ta nhớ lại là năm 2020 Việt Nam phải rút khỏi hợp đồng khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính ở trên Biển Đông, rồi phải bồi thường đến 1 tỷ đô la cho đối tác Tây Ban Nha. Và mặc dù không có nói ra nhưng mà Biển Đông, đặt câu hỏi cho nhà báo Nguyễn Văn Hải, thưa anh, Biển Đông nó nằm ở đâu trong cái sự tính toán của lãnh đạo Việt Nam khi mà xích lại gần Mỹ? Và cái chính sách quốc phòng 4-0, thưa anh, có phải là trở ngại cho Việt Nam trong việc hợp tác với Mỹ để mà đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông? Như hồi nãy anh đưa ra những cái liên minh quân sự mà Mỹ có trong khu vực như là AUKUS, như là Quad. Với cái chính sách 4-0 thì Việt Nam đâu có thể tham gia những cái liên minh đó được. Anh nghĩ sao? Vâng, thưa chị Bích Trâm và thưa quý vị khán giả, vấn đề là khi nào thì Việt Nam từ bỏ cái chính sách 4-0 này? Ở đây chúng ta phải thấy như thế này này, là chính cái cuộc chiến của Nga và Ukraine ấy, thì Việt Nam ấy, đã từng đứng dưới cái chiếc ô an ninh của Nga. Nhưng mà cái cuộc chiến phi đối xứng của Ukraine chống lại Nga, một cái cường quốc quân sự thứ hai ở thế giới, thì cái điều này ấy, liệu có thức tỉnh được Việt Nam hay không? Ở đây chúng ta thấy rằng cái cuộc chiến này, nó bây giờ chiến tranh hiện đại, nó không như những cái cuộc chiến trước đây mà Việt Nam đã từng tham gia. Cái cuộc chiến này nó không chỉ diễn ra trên mặt đất, mà nó còn một cái cuộc chiến tổng hợp từ cấm vận kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuật, chiến tranh thông tin đến vũ khí công nghệ cao. Thế thì chúng ta nhìn thấy cái cuộc chiến ở Ukraine, từ cái vấn đề mà được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như là của Mỹ loại Nga ra khỏi cái hệ thống thanh toán toàn cầu, rồi là bao vây kinh tế Nga. Tất cả những cái đó nó làm cho Nga suy sụp về kinh tế. Cái thứ hai nữa là về khoa học kỹ thuật. Nga không được tiếp cận về những cái khoa học kỹ thuật và những cái chip bán dẫn, tất cả những cái ngành mà công nghệ cao hỗ trợ cho việc mà bảo dưỡng máy bay, sản xuất máy bay, tàu chiến hoặc là tên lửa, thì là đều bị là cấm cản hết. Cái nữa ấy, là về cái chiến tranh thông tin, thì trong cái cuộc chiến thông tin ở trên mạng ấy, về truyền thông ấy, về tuyên truyền ấy, thì là Nga đã thua đứt ở trong cái cuộc chiến này so với Ukraine, thì chúng ta đã thấy rồi, chúng ta tiếp cận hàng ngày ở trên mạng chúng ta thấy rồi. Và cái vũ khí công nghệ cao thì chúng ta thấy ở đây, mặc dù Ukraine ít người hơn, quân đội cũng ít hơn, nhưng mà với vũ khí tầm xa hơn và cái mức độ chính xác cao hơn, họ vẫn cứ nện được Nga tốt như thường. Tại vì họ có thể là tiêu diệt được pháo của Nga, xe của Nga, mà khi mà pháo và xe của Nga chưa thể với tới họ được. Chính ra thấy rằng là trong cái chiến tranh này, cái công nghệ vũ khí nó cũng đem lại những cái quyết định, mà đặc biệt là những cái vũ khí trong cái thời gian này, đó là cái máy bay không người lái. Thế thì tất cả những cái cuộc chiến này nó cho thấy Việt Nam thức tỉnh. Tại vì bao lâu nay Việt Nam vẫn cứ tự hào là đánh thắng mấy đế quốc, rồi là những cái bài vở mà huấn luyện cho lính ấy, là nó vẫn như cũ à. Nó vẫn như cũ à. Nhưng mà cuộc chiến bây giờ nó là một cuộc chiến nó tổng hợp tất cả những cái yếu tố, chiến tranh hiện đại bây giờ nó khác. Và cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như là những cái biện pháp trả đũa và hậu quả liên quan, nó phản ánh cái sự phức tạp của chiến tranh hiện đại và cách mà nó đã làm thay đổi so với quá khứ. Thì dưới đây là một số những cái nhận xét về chiến tranh hiện đại mà chúng tôi cũng gửi đến quý vị.
Thứ nhất ấy, là về cấm vận kinh tế và tài chính. Cấm vận ngày nay nó trở thành một cái công cụ ngoại giao phổ biến và nó cho phép các quốc gia là áp đặt cái áp lực mà không cần sử dụng lực lượng quân sự. Tuy nhiên ấy, là cấm vận nó cũng gây ra những cái tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế của các cái quốc gia bị áp đặt, cũng như là gây ra hậu quả không mong muốn cho cái nền kinh tế toàn cầu. Về khoa học và kỹ thuật ấy, thì trong cái thế kỷ 21 này thì cái việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật không chỉ giúp cải thiện về kinh tế mà còn là một phần quan trọng trong cái chiến lược quốc phòng. Và cái sự phụ thuộc vào công nghệ cao ở trong chiến tranh ấy, hiện đại ấy, là đôi khi cũng tạo ra những cái điểm yếu mới. Thì đấy, như vừa rồi chúng tôi đã nói rồi, tại vì bây giờ chiến tranh công nghệ cao mà anh lại bị ngăn chặn tiếp cận những cái chip bán dẫn ở trong đó, những cái chip mà có cái tốc độ xử lý cao là không được tiếp cận vào, thì làm sao mà anh sản xuất được vũ khí để mà anh chống đỡ được. Và cái nữa về cái vũ khí công nghệ cao thì với sự xuất hiện của vũ khí không người lái và cái công nghệ trình diễn ở trên công nghệ mạng ấy, thì cái chiến trường hiện đại nó đã trở nên phức tạp. Và hơn bao giờ hết ấy, thì những cái công nghệ này có thể tạo ra một cái lợi thế chiến lược, cũng như là đặt ra những cái vấn đề về đạo đức và pháp lý. Nhìn chung ấy, là cái chiến tranh hiện đại ngày càng trở nên phức tạp. Và chính cái điều này ấy, áp dụng vào Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là Việt Nam ngủ quên quá lâu ở trên chiến thắng rồi. Và với những cái cuộc chiến này mà phải tổng hợp những cái mục tiêu như là đã vừa nêu ấy, thì là Việt Nam nếu không tham gia vào với cái liên minh với Mỹ, Việt Nam không có cửa nào để mà chống lại cái sự tấn công của tàu cả. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái liên minh quân sự nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh mới cho Việt Nam, để Việt Nam mạnh mẽ hơn. Thế thì khi nào Việt Nam từ bỏ 4-0? Và cái đấy, vấn đề 4-0 của Việt Nam cũng có thể giải thích được là không liên minh với Mỹ hoặc nước khác để chống lại, để tấn công Trung Quốc thôi. Nhưng mà để bảo vệ lãnh thổ của mình thì vẫn cứ có thể liên minh để bảo vệ lãnh thổ được. Nhưng mà tốt hơn hết là nên bỏ cái 4-0 ấy. Tại vì chúng ta thấy rằng là nếu mà muốn tham gia vào một cái liên minh với Mỹ, và trong nhiều cái liên minh mà chúng ta thấy đấy, nó đều bắt đầu từ liên minh kinh tế trước. Khi mà các liên minh kinh tế nó có những cái quyền lợi kinh tế nó ràng buộc với nhau chặt chẽ, và khi cần phải bảo vệ những cái quyền lợi đó, nó hình thành những cái liên minh quân sự. Và hầu hết những cái liên minh quân sự trên thế giới thì đều bắt nguồn từ cái liên minh kinh tế. Vì vậy mà cái việc mà nâng cấp chiến lược, rồi là kinh tế là trở thành mặt đối tác chiến lược với nhau, và là trao đổi về cái kinh tế, thì nói thật là kể cả là chưa trở thành đối tác chiến lược thì Việt Nam và Mỹ, cái số lượng mà trao đổi hàng hóa giữa hai bên ấy, thì nó đứng thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc, giữa Việt Nam với Trung Quốc thôi. Chứ còn Việt Nam với Mỹ cũng đã là trên 100 tỷ đô la rồi. Thế cho nên là việc mà khi mà hình thành một cái đối tác chiến lược này thì nó còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để cho cái Việt Nam có thể là tăng cường được cái kinh tế. Mà khi cái quyền lợi kinh tế nó gắn kết với nhau thì từ đó nó dẫn đến cái liên minh quân sự thì nó cũng dễ dàng hơn. Thì đấy là những vấn đề mà chúng ta nói về cái vấn đề mà bối cảnh của Việt Nam trong cái trường hợp mà họ phải từ bỏ cái 4-0 này. Vâng, cảm ơn phân tích vừa rồi của nhà báo Nguyễn Văn Hải. Và như anh nói là hy vọng là Việt Nam sẽ thức tỉnh, bởi vì chiến tranh hiện đại thời thế kỷ 21 nó khác xa những cái cuộc chiến trong quá khứ, và hy vọng là Việt Nam sẽ nhận ra là Việt Nam sẽ không có cửa để mà chống lại Trung Quốc nếu như mà bị Trung Quốc đánh, nếu như không liên minh với một siêu cường như Hoa Kỳ. Câu hỏi cuối cùng của chương trình Bích Trâm rất là mong đợi được hỏi nhà báo Nguyễn Văn Hải, vì biết là anh từng là một tù nhân lương tâm. Thưa quý vị và thưa nhà báo Nguyễn Văn Hải, trước khi mà Tổng thống Biden đến Việt Nam vài ngày thì tin nói là chính quyền Hà Nội trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện để mà sang bên Berlin, Đức Quốc. Và cũng là mặc dù có tin không chính thức về việc là nhà báo Phạm Đoan Trang có thể cũng được trả tự do, nhưng mà điều này đến nay đã không xảy ra. Tin mới nhất thì nói là Việt Nam thả nhà hoạt động môi trường Mai Phan Lợi vào sáng ngày 10 tới tháng 9, tức là ngay trước khi mà Tổng thống Biden đến Hà Nội. Như vậy có nghĩa là chỉ 1-2 người trong số cả 100 tù nhân lương tâm đang bị Hà Nội giam giữ được thả. Thì thưa nhà báo Nguyễn Văn Hải, một số nhà hoạt động họ có cái quan điểm là cái việc nâng cấp quan hệ với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam, như chúng ta đã nói đến từ nãy đến giờ,
giúp cho Việt Nam phát triển kinh tế, vân vân. Nhưng mà về khía cạnh nhân quyền thì có lo ngại là Hà Nội sẽ lợi dụng quan hệ tốt với Mỹ để mà tăng cường cái việc trấn áp nhân quyền. Và ngay trước thềm chuyến đi của Tổng thống Biden thì Hạ viện Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái phúc trình nói là Việt Nam vẫn đang vi phạm tự do tôn giáo của người dân một cách có hệ thống, rồi còn khuyến cáo là đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách những cái nước mà cần phải theo dõi đặc biệt. Nhưng mà có ý kiến nói là phải bước vào nhà của người hàng xóm trước, dù thừa biết là ngôi nhà nó đang bừa bộn, rồi mới thúc đẩy người ta quét nhà cho sạch. Tổng thống Biden biết là nhân quyền Việt Nam đang tệ hại, nhưng ông vẫn ký nâng cấp để mà khi trở thành gọi là người một nhà, rồi mới từ từ đóng cửa mà bảo nhau. Thì từ góc độ nhân quyền, nhà báo Nguyễn Văn Hải đánh giá ra sao chuyến đi vừa qua của Tổng thống Joe Biden? Thưa chị Bích Trâm và thưa quý vị khán giả, chúng ta phải thấy thế này. Như là phần đầu tôi đã trình bày, vì sao chúng ta lại phải trình bày ngay cái vấn đề về cái chiến lược xoay trục của Mỹ? Thế thì để cái chiến lược xoay trục này nó thành công ấy, thì nó có thể là bao vây được Trung Quốc, nó có thể là làm cho cái hệ thống mà của các cái nước độc tài cộng sản nó suy yếu. Và điều đó là cái điều lớn hơn cả những cái điều mà nhỏ nhặt ở phía sau. Cho nên là với một cái phái đoàn của Mỹ đi làm một cái công việc vì lợi ích của Mỹ và vì cái lợi ích toàn cầu, chúng ta phải thấy được rằng cái thắng lợi đó là cái thắng lợi rất là lớn của Mỹ, cũng như là Việt Nam cũng được hưởng lợi trong những cái chính sách này. Còn cái vấn đề nhân quyền thì không phải một sớm một chiều mà giải quyết được ngay tức khắc. Ví dụ như là Mỹ phải yêu cầu là họ phải thả người ra, nhưng mà còn vấn đề là họ có thả hay không, đó là một vấn đề nữa. Và ngay trong khi mà Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam ấy, thì các cái nhà hoạt động, thậm chí là những người trong gia đình tôi cũng đã bị ngăn chặn, bị chặn cửa. Và ngay sáng hôm nay đó, cũng vẫn cứ tiếp tục bị chặn cửa, không hiểu vì lý do gì. Thì đấy là những cái vấn đề. Thế còn ấy, việc mà thả nhà báo Mai Văn Lợi ra, chúng ta cũng biết là khi mà Việt Nam ấy, là tham gia vào cái Hiệp ước Môi trường Toàn cầu, thì trong đó là Việt Nam ấy, là các cái nhóm G7 là muốn cung cấp cho Việt Nam là 15 tỷ đô la để mà thay đổi cái mục tiêu về điện. Thế nhưng mà ấy, là do Việt Nam ấy, là bắt nhiều nhà hoạt động về môi trường, mà ở đây ấy, bắt nhiều nhà hoạt động về môi trường, lý do nó ở đây chúng ta thấy rằng là những cái nhóm lợi ích ở trong cái ngành điện lực ấy, là những cái nhóm này nó chuyên môn là nhập những cái nhà máy nhiệt điện than, những cái nhà máy mà Hàn Quốc, Trung Quốc đã phế thải ra rồi, để nó nhập về Việt Nam, nó dùng tiền ngân sách để nó nhập về rồi nó hưởng lợi trong cái đó. Còn cái việc ô nhiễm môi trường ấy thì nó mặc kệ dân Việt Nam. Cho nên là khi mà những cái vị này mà phản ứng và yêu cầu chính phủ là phải thay đổi những cái quy hoạch điện, thì là những cái nhóm này nó đã thúc đẩy những cái việc mà bắt giữ các cái nhà hoạt động môi trường này, bất kỳ lý do nào. Thế khi đến khi mà bên G7 quyết định là sẽ cung cấp cho 15 tỷ đô la cho Việt Nam để mà thay đổi cái quy hoạch điện ấy, thì lúc đó nó mới thả một số những cái nhà hoạt động môi trường ra. Và họ thấy cần thiết là phải thả những cái nhà hoạt động môi trường ra để tiếp cận với lại cái nguồn vốn 15 tỷ đô mà các cái nước G7 cung cấp để mà thay đổi cái quy hoạch điện. Nhưng mà trong cái quy hoạch điện thì vẫn chưa đáp ứng được. Thì chúng ta thấy bối cảnh như thế để thấy rằng là Việt Nam đang chọn lọc để thả những cái người vào những cái thời điểm mà có lợi cho họ. Vì sao họ chưa thả Phạm Đoan Trang? Nói chung là về người hoạt động nhân quyền ấy, thì họ rất muốn khi mà có một cái sự kiện nào giữa quan hệ của Mỹ với Việt Nam, đều muốn là cài đặt những cái yêu cầu về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về tự do báo chí vào trong những cái hiệp định đó, để mà đem lại cái tự do cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam, cũng như là hỗ trợ phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là ở Việt Nam nó cũng còn tồn tại nhiều cái phe phái. Ngay cả cái chuyện ấy mà quay xe mà tiếp tục là kết nối với Hoa Kỳ, nó cũng là cả một cái giống như là một cái cuộc chiến nội bộ của họ với nhau để mà dẫn đến cái việc này. Vì vậy là về cái vấn đề nhân quyền ấy, thì Mỹ vẫn cứ luôn luôn yêu cầu là Việt Nam phải thả. Và trong Bộ Ngoại giao Mỹ thì cũng có một cái whitelist là những cái người mà trong đối thoại nhân quyền thì yêu cầu Việt Nam phải thả, hoặc trước những cái sự kiện thì cũng yêu cầu Việt Nam phải thả. Thế nhưng mà có vấn đề là họ thả ai và thả bao giờ họ thả thì đó là vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta thấy là Trần Huỳnh Duy Thức đến nay rất lâu rồi,
luôn luôn là đứng đầu danh sách nhưng mà vẫn chưa được cả. Vì vậy là cũng không phải là ngay sau khi mà cái cuộc gặp của ông Biden sang đó mà họ đã chịu mà thả người ra đâu. Việc này nó cần phải có thời gian. Nhất là khi mà đã ký những cái hợp tác chiến lược như thế này rồi, nó sẽ dẫn đến những cái việc ký những cái hiệp định, những cái vấn đề liên quan đến kinh tế tiếp theo. Và lúc đó là những cái lúc mà họ thấy cần, thì lúc đó họ phải nhả ra những cái nhân vật mà chúng ta mong muốn là họ được tự do. Vâng. Còn ấy là nhìn về tổng thể cái chuyến đi này, thì trước tiên về lợi ích của Mỹ là đã kết nạp được Việt Nam vào trong cái mạng lưới của Mỹ, mở rộng được những cái đối tác chiến lược ở cái khu vực Đông Nam Á này. Nó là một trong những cái trọng tâm của cái mục tiêu mà xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama. Và đến bây giờ là các đời Tổng thống theo sau họ tiếp tục cái chiến lược đó và mở rộng cái khu vực châu Á này. Thì cái sự thành công đó thì là không chối cãi, tôi thấy là được rất là nhiều cái thành công. Nhưng mà cũng nhắc nhở một cái vấn đề là các cái ký kết về kinh tế ở đây thì nó mới là những cái ký kết theo cái kiểu mà biên bản ghi nhớ thôi. Mà Việt Nam ấy đã từng sử dụng cái cách này rất nhiều lần trong những cái cuộc mà đối thoại với lại Liên minh châu Âu cũng như là với Hoa Kỳ. Cái bài này thì không gì mới. Tức là nhiều lần ấy là cũng sang đây là đòi mua 100 cái máy bay của Boeing, đã ghi nhớ rồi xong lại quên. Thế xong rồi sang châu Âu cũng thế, trước khi ký hiệp định Liên minh châu Âu ấy cũng đòi mua của Airbus 100 chiếc. Thế rồi lần này cũng ký như thế, nhưng mà cuối cùng thì là chỉ có cái một cái được ký kết là trên 500 triệu thôi. Cho nên là những cái hợp đồng tỷ đô nó vẫn chưa có. Thì ở đây nó phải có thời gian để nó thay đổi. Thế còn chúng ta cũng nhìn thấy là những cái đó chỉ là những cái biên bản ghi nhớ, nó không đem lại cái lợi ích kinh tế nào cụ thể ngay lập tức. Xin kết thúc với một vài lời như sau thưa quý vị. Những cái bản tin từ trong nước mà đưa ra phải nói là được tô hồng, có những cái lời có cánh về viễn ảnh một mối quan hệ gắn bó lâu dài vân vân và vân vân. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu giữa hai bên khác ý thức hệ, không cùng những cái giá trị, thì mối quan hệ rồi đây sẽ chỉ là hình thức, chỉ là bề ngoài, hay nó sẽ đi vào chiều sâu, nó đi vào thực chất để mà phát triển như chúng ta nói hồi nãy là niềm tin chiến lược đối với nhau. Có lẽ điều này nó tùy thuộc vào cách mà các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ nắm bắt cái cơ hội bằng vàng này như thế nào. Và trong chuyến đi lần này, Tổng thống Biden xin nhắc lại là trong buổi tiệc và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chiêu đãi, thì ông Biden có nhắc hai câu thơ Kiều, đó là vinh hoa bỏ lúc phong trần, chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày. Vâng, hai câu này là lúc mà Từ Hải chiến thắng trở về đón Thúy Kiều, để họ cùng tận hưởng sự vẻ vang để mà bù những cái ngày sóng gió vất vả vừa qua. Thì Tổng thống Biden có lẽ dùng hai câu này nói về sự hoặc là nói về cơ hội để mà thăng hoa trong quan hệ Mỹ-Việt sau nhiều thăng trầm, ngầm chỉ ra là nếu như Việt Nam có cái sự thành tâm thành ý trong mối quan hệ hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ là danh xưng, thì Việt Nam sẽ có cơ hội để mà phát triển đất nước. Và nếu có những cái cải tổ cần thiết về mặt hành chính, như là nhà báo Nguyễn Văn Hải chỉ ra, về mặt hành chính, về mặt chính trị vân vân, thì Việt Nam có cơ hội vươn lên trở thành một cái cường quốc trong khu vực. Và thưa quý vị, sẽ giống như Từ Hải và Thúy Kiều, tức là chữ tình ngày lại thêm xuân. Còn nếu không thì không khéo sẽ giống như gọi là Sở Khanh và Tú Bà, tức là chỉ là hai kẻ lợi dụng nhau trong ngắn hạn mà thôi. Thì sẽ là cặp nào là tùy thuộc vào cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hành xử ra sao trong mối quan hệ mới này. Xin mời nhà báo Nguyễn Văn Hải đưa ra lời kết thưa anh. Vâng, thưa chị Bích Trâm và thưa quý vị khán giả. Thì chúng ta cũng thấy là báo chí Việt Nam là tô hồng rất nhiều về cái chuyến đi này và những cái thắng lợi của Việt Nam ấy, đối với cái việc mà ký kết được cái đối tác chiến lược toàn diện với là Hoa Kỳ. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy rằng từ trong lịch sử đó, Việt Nam đã nhiều lần bỏ lỡ những cái cơ hội để mà tham gia vào cùng với Mỹ trong cái liên minh, có thể nói là từ năm 78 cơ. Rồi sau đó là đến cái việc mà tham gia vào WTO. Lẽ ra Việt Nam là tham gia trước Trung Quốc.
Nhưng mà Việt Nam đã liên tục bỏ lỡ những cái thời cơ đó. Cho nên là Việt Nam cần phải độc lập tự chủ hơn trong cái việc chọn cái hướng đi cho mình. Và trong cái thời điểm này ấy, là khi mà tình hình cái bối cảnh của Trung Quốc như vậy, Nga như vậy và cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nó sẽ đi đến hồi kết với cái sự thất bại của Nga. Thế thì Việt Nam ấy đứng ở đâu trong một cái thế giới như vậy? Và cái thứ hai nữa, tình hình kinh tế của Việt Nam đang suy giảm trầm trọng như thế này. Thì cái việc ấy mà giữ lại được niềm tin của các cái nhà đầu tư, ký kết cái hiệp định thương mại để tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam. Thì đấy là một trong những cái hướng đi mà Việt Nam cần phải thúc đẩy. Và nếu mà không có được những cái cam kết lâu dài và kiên trì trong cái việc mà thực hiện cái đối tác chiến lược toàn diện này, tại vì là vấn đề mà nguy hiểm, như là phần đầu chúng ta đã nói về cái việc mà khó khăn nội bộ Trung Quốc, nó sẽ dẫn đến cái việc có thể nó thúc đẩy một cái cuộc chiến nội bộ, một cái cuộc chiến cục bộ ở trên Biển Đông. Thì Việt Nam gặp rất nhiều nguy cơ ở đó. Cho nên là cái thời điểm này phải nói là thời điểm này đã quá muộn để Việt Nam là có thể tham gia cùng với Mỹ, chứ không còn sớm gì nữa. Cho nên là cái việc mà giữ cái việc này, giữ cái kết quả mà hai bên đã đạt được như thế này, tạo được niềm tin chiến lược cho nhau để mà thúc đẩy đất nước là độc lập tự cường trở lại, mà quay trở lại với lại cộng đồng quốc tế. Và quan trọng nhất là phải cải tổ chính trị để phát triển một cái nền kinh tế cũng như là nền khoa học kỹ thuật ở trong nước được phát triển nó hùng mạnh, và dẫn đến cái việc là chúng ta có thể được tự chủ, tự lập tự cường và được sự hỗ trợ của Mỹ cũng như là các cái liên minh của Mỹ, thì chúng ta sẽ đứng vững được trước cái sự hung hăng của Trung Quốc. Và có thể là trong tương lai chúng ta có thể thấy rằng nếu mà cuộc chiến Ukraine ấy, là nó kết thúc và nó thành công về phía Ukraine, Nga thất bại, thì cái trật tự thế giới nó đã thay đổi rất là nhiều. Và mới đây ngày hôm qua thôi thì là Ngoại trưởng Tony Blinken ấy, là cũng đã phát biểu rồi về một cái trật tự thế giới mới mà Mỹ sẽ là cái người mà dẫn đầu. Thì chúng ta thấy rằng là nhìn ở cái bình diện vĩ mô, khi mà Ngoại trưởng Mỹ mà đã phát biểu như vậy, chúng ta thấy rằng cái trật tự mới nó đã thay đổi rồi. Nó đã hình thành, nó đã thay đổi rồi. Cái vấn đề còn lại là những cái kết quả cuối cùng của cái cuộc chiến Ukraine nó sẽ kết thúc thôi. Cho nên là Việt Nam ấy, đây là cái cơ hội bằng vàng để họ tiếp tục tăng cường cái niềm tin chiến lược và cải tổ chính trị để đưa đất nước mà thịnh vượng, khởi sắc trở lại, bớt đàn áp nhân quyền đi, bảo đảm cái quyền tự do dân chủ cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nội tại để mà đất nước nó tự cường. Thì đây là cái thời điểm bằng vàng, không nên bỏ lỡ. Còn nếu mà chỉ là lợi dụng nhau trong một cái khoảng cách ngắn ấy, thì cái này ấy, là các cái nhà đầu tư không bao giờ họ bỏ trứng vào trong những cái giỏ như vậy cả. Những cái giỏ mà họ không cảm thấy có niềm tin để mà bỏ trứng vào thì họ sẽ không bỏ trứng vào và sẽ không có đầu tư nước ngoài đâu. Thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta có thể nói về cái chương trình hôm nay. Xin cảm ơn những cái phân tích rất là sâu sắc và rất chi tiết mà nhà báo Nguyễn Văn Hải đã đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng đó là những cái thông tin bổ ích cung cấp cho quý vị. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Hải giúp thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả và xin kính chào, tạm biệt.